Vâng, em Ngát Ô Tô xin kính chào toàn thể bà con, các bác, chị bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với em trong video ngày hôm nay. Vâng, trong video ngày hôm nay thì em gửi đến cho bà con, các bác nhà mình những cái mẫu xe sedan hai đầu rộng rãi, giá rẻ hiện đang có trong cửa hàng của Ngát Ô Tô. Các bác người quan tâm đến mẫu xe nào, alo trực tiếp cho em nhé. Số điện thoại của em là 0866010016 nhé. Với những cái mẫu xe mới về và những cái mẫu xe mà đang có tồn đọng tại cửa hàng thì giảm giá rất là sâu. Những cái mẫu xe mới về thì giá rất là hợp lý các bác nhé. Chỉ có tầm khoảng hơn 100 triệu đồng thôi. Có cả những cái mẫu xe rẻ nhất là tầm khoảng 88 triệu các bác nhé. Đấy ạ, 88 triệu đồng là các bác mình đã có thể sở hữu ngay cho mình một trong những cái mẫu xe sedan hai đầu rộng rãi như này rồi. Thì các bác mình quan tâm đến mẫu xe nào, alo trực tiếp cho em lại Ngát Ô Tô nhé, qua số điện thoại 0866010016 nhé, để được sở hữu những cái mẫu xe này với giá ưu đãi nhất nhé mọi người nhé. Và không để mất thời gian của mọi người nữa nhé. Bây giờ thì em xin phép đi vào chi tiết báo giá lần lượt những cái mẫu xe cho quý vị và các bạn cùng xem và tham khảo nhé. Vâng, đầu tiên em giới thiệu cho các bạn một cái mẫu xe mà giá 88 triệu. Vâng ạ, đây ạ. 88 triệu đồng, một cái mẫu xe Toyota Vios đời 2005. 88 triệu các bác nhé. Và bên em có gia lộc một chút thôi, xe này thì không bớt được nhiều. 88 triệu đồng, màu vàng cát. Xe độ lên full đồ như hệ thống la răng đúc này. Đấy, la răng đúc này, rồi màn hình đầy đủ này, gương kính chỉnh điện nhé. Chỉ có 88 triệu đồng thôi. Một mẫu xe lành bền, thương hiệu Nhật Bản. Tiếp theo em mới về một cái mẫu xe Hyundai Elantra. Đây, giới thiệu cho mọi người. Con này nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản số sàn đời 2008. Vâng, video hôm trước thì em có quay con này rồi, nhưng mà con này thì em mới độ lên tầm khoảng gần chục triệu tiền đồ các bác nhé. Như hệ thống đèn, em dán phím đèn này. Đấy, dán phím đèn này. Độ đèn bi cầu nhé các bác nhé. Đấy, bi gầm này. Đấy, độ bộ đèn bi gầm nhé. Đấy, bi gầm rất là sáng luôn, siêu sáng nhé. Đấy, ốp la răng các bác nhé. La răng này. Đấy. Đây ạ. Có cam hành trình, màn hình Android, cam hành trình, cam lùi đầy đủ hết nhé các bác nhé. Đây ạ. Đấy, giá chào bán chỉ có 119 triệu đồng thôi. Xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản số sàn, máy 1.6, cực đẹp luôn các bác ạ. Đấy, đăng kiểm còn dài đến tháng 7/2024. 119 triệu đồng. Bác nào nhanh tay được mà chậm tay là mất nhé. Đấy, hôm trước thì em chưa làm gì cả. Đấy, hôm nay thì em đã lên full đồ cho mọi người rồi. Xe cực kỳ đẹp rồi các bác nhé. Về các bác không phải làm gì cả nhé. Đấy, Hyundai Elantra đời 2008, 119 triệu, bao hồ sơ, bao xếp Hàn Quốc, giá ra lọc một chút. Bác nào quan tâm, alo trực tiếp cho em. Đấy, xe cực đẹp luôn. Tiếp tục đây cũng là một cái mẫu xe giá rẻ. Con này là con xe Lacetti. Daewoo Lacetti đời 2011 với động cơ máy 1.6 các bác nhé. Đấy, động cơ 1.6 số sàn và giá thì có 135 triệu đồng. Một mẫu xe Lacetti, xe Việt đời 2011 các bác. Đấy, thương hiệu của Hàn Quốc, Daewoo Lacetti. Em có một mẫu xe Camry nhé, Toyota Camry đời 2009, động cơ máy 2.4, phiên bản tự động. Con này thì em đang chào bán tầm khoảng 305 triệu đồng thôi. Đấy ạ, 305 triệu đồng nhé các bác nhé. Một trong những mẫu xe mà xe sang, giá tiền chỉ có trên 300 305 triệu đồng, Camry 2009, bản 2.4. Tiếp theo em có một chiếc xe Audi. Vâng, xe sang mà giá chỉ có hơn 200 triệu đồng. Audi A6 đời 2007 với động cơ máy của nó là 2.0. Vâng ạ, giá con này nó chào bán là 265 triệu đồng nhé. Đấy, Audi A6 đời 2007. Đây các bác, 265 triệu đồng thôi. Một chiếc xe sang nhé. Đấy, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Đức, Audi A6 ạ. Đời 2007 các bác nhé. Tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, ở biển Quảng Ninh, xe gia đình sử dụng. Tiếp theo em có một chiếc xe gia đình sử dụng tiếp theo. Con này con Vios bản G đời 2014 nhé. Đời 2014 với động cơ máy 1.5 số tự động. Một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, không khoan đục, không đổi màu. Và giá đang chào bán cho mẫu xe Vios bản G đời 2014 này là 330 triệu đồng. Một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình đi, Vios G 2014 các bác nhé. Đấy, màu bạc xịn nguyên bản. Bên cạnh đêm có một cái mẫu xe Mitsubishi Outrigger. Vâng ạ, một chiếc xe Outrigger đời 2015 với động cơ máy 1.2, giá là 179 triệu. 179 triệu đồng cho mẫu xe Mitsubishi này. Vâng ạ. Dòng xe của nhập khẩu nguyên chiếc của Thái các bác nhé. Mitsubishi Outrigger 179 triệu đồng.
Đời 2015, đời cao mà giá rẻ 179 triệu. Xe để trước kia nó có dịch vụ taxi ra nhé. Máy móc thì máy số zin nguyên bản. Đấy. Sơn thì sơn quê, sơn phùng ở xe. Có nào dịch vụ taxi thì em sẽ báo luôn dịch vụ cho mọi người có thể là tham khảo luôn. Bên cạnh đây có một chiếc xe Hàn Quốc. Con này thì con Samsung SM3 đời 2014, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn, phiên bản tự động máy 1.5. Con này giá chào bán là 255 triệu đồng cho mẫu xe Samsung SM3 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn. Đấy, tư nhân chính chủ, gia đình đi không khoan không đục gì cả. Dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, số tự động các bác nhé. Đấy, giá chỉ có hơn 200 thôi, 255 triệu. Full option, có hệ thống phanh tay điện tử của lock, túi khí an toàn quanh xe. Đấy, giá là 255 triệu, form dáng ngoại hình rất là đẹp luôn. Bên cạnh đây có một chiếc xe Vios bản E đời 2017. Con này thì tư nhân biển Quảng Ninh với động cơ máy 1.5 số sàn bản đủ nhé. Màu vàng cát sang trọng lịch lãm. Đời 2017 các bác nhé. Và giá đang chào bán cho mẫu xe này là bao nhiêu ạ? 295 triệu đồng thôi. Các bác anh chị bạn mình đã có thể sở hữu ngay một chiếc xe bản đủ Vios E 2017. Đời rất là cao mà giá tiền rất hợp lý nhé. Đây ạ. Vios bản E đời 2017, tư nhân biển Quảng Ninh nhé. Tư nhân biển Quảng Ninh. Đấy, xe con này trước kia nó cũng có chạy qua dịch vụ taxi rồi, không phải là xe gia đình. Đấy, 295 triệu đồng. Bác nào quan tâm mẫu xe này alo trực tiếp cho em, biển Quảng Ninh, tên tư nhân. Bên cạnh em có một chiếc xe Hyundai Accent mới về nhé. Accent em đang có hai con, một con 18 và một con 2019. Thì con này là thuộc 2018 này. Đấy, con 2018 này thì em đã rút hồ sơ cầm tay rồi, với động cơ máy 1.4 số sàn nhé. Con này thì giá chào bán là bao nhiêu ạ? 312 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai Accent đời 2018. Đấy, đều là hai mẫu xe bản thiếu cả. Con này cũng bản thiếu và con kia cũng là bản thiếu các bác nhé. Đấy, số sàn, máy của nó là 1.4. Đấy, bắt đầu từ 2018 thì nó không còn xe nhập khẩu nữa nhé. Con này là xe lắp ráp tại Việt rồi. Xe tư nhân, đấy, không khoan, không đổi màu. Độ lên bộ la răng, đúc kép. Đấy. Form dáng rất là đẹp, đời 2018 lên form mới như này rồi. Tư nhân, gia đình đi không khoan, không đổi màu. Bên cạnh đây, em có một cái mẫu xe Toyota Vios. Vâng ạ, đời 2014 bản E số sàn các bác nhé. Giá là bao nhiêu ạ? 265 triệu đồng cho mẫu xe Vios bản E đời 2014 này. Con này thì tư nhân biển Hải Phòng các bác nhé. Tư nhân biển Hải Phòng. Vios bản đủ đời 2014, số sàn bản E. Xe không không lỗi gì cả các bác nhé. Có dịch vụ taxi nhé. Đấy ạ, xe có chạy qua dịch vụ taxi và không lỗi lầm gì cả. Đấy ạ, đời 2014 bản E số sàn 265 triệu đồng. Bác nào quan tâm đến mẫu xe này alo trực tiếp cho em nhé. Bên cạnh đây em có một chiếc xe Gentra nhập khẩu. Con này là con Gentra nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc đời 2010. Với động cơ máy của nó là 1.2. Các bạn, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc nhé các bác nhé. Và giá chào bán là 130 triệu đồng cho mẫu xe Daewoo Gentra, xe nhập khẩu này. Đấy ạ, 130 triệu đồng thôi. Bác nào quan tâm đến mẫu xe nhập khẩu có thể tham khảo nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, số sàn máy 1.2. Bên cạnh đây em có một chiếc xe form dáng rất là đẹp luôn. Con là con Chevrolet Cruze đời 2018 các bác nhé. Vâng ạ, đời 2018, số sàn máy 1.6. Con này tư nhân chính chủ biển Hòa Bình, xe một chủ từ mới. Form dáng rất đẹp luôn. Đấy, với động cơ máy 1.6 số sàn Chevrolet Cruze ạ. Và giá đang chào bán cho mẫu xe này là bao nhiêu ạ? 295 triệu đồng thôi. Các bác nhà mình đã có thể sở hữu ngay một chiếc xe tư nhân chính chủ, gia đình đi không khoan đục, không đổi màu. Xe bao đẹp cho các bác luôn, một chủ từ đầu. Không dịch vụ taxi gì cả, không lỗi lầm gì nhé. Đấy, dòng xe thương hiệu của Mỹ, Chevrolet Cruze ạ. Bên cạnh đây em có một mẫu xe Vios bản G. Con này đời 2019. Với động cơ máy của nó là 1.5, phiên bản số tự động. Vios G 2019 các bác. Và giá đang chào bán cho mẫu xe này là bao nhiêu ạ? 435 triệu đồng các bác nhé. 435 triệu. Vios G 2019. Tư nhân một chủ, hồ sơ rút cầm tay rồi. Con này thì các bác về sẵn vào tên thôi. Đấy ạ. Chỉ có bao nhiêu ạ? 435 triệu đồng thôi. Một mẫu xe Vios G 2019 rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, cam kết cho mọi người, bao chiếc hãng cho mọi người nhé. Không đâm xô tai nạn, không ngập nước. Bên cạnh em có một chiếc xe Accent nhập khẩu của Hàn Quốc đời 2014 nhé. Giá loanh quanh tầm khoảng 250 triệu đồng. Mẫu xe Hyundai Accent nhập khẩu của Hàn bản Blue. Đấy, bản Blue.
có trang bị hệ thống đèn bi, đèn led đầy đủ nhé. Giá chào bán là 250 triệu đồng thôi, Accent 2014. Về phần nội thất của xe đây các bác có thể xem nhé, nội thất thì ra đấy, với giá tiền chỉ có tầm khoảng 200 hơn thôi, 250 triệu đồng thôi ạ. Con này không khoan nhé các bác nhé, không khoan và không có đổi màu, màu bạc xịn nguyên bản. Tiếp tục đây em có một chiếc xe Kia, con này là Kia Forte đời 2013. Với động cơ máy của nó là 1.6 số sàn. Và giá đang chào bán cho mẫu xe Kia Forte này là bao nhiêu ạ? 230 triệu đồng. Vâng ạ, 230 triệu đồng cho mẫu xe Kia Forte đời 2013 số sàn bản 1.6 nhé. Đấy. Bác nào quan tâm mẫu xe này thì có thể tham khảo nhé. Nội thất rất là ok luôn. Xe này thì không khoan, không có đổi màu gì cả. Kia Forte đời 2013. Bên cạnh em có một chiếc xe Hyundai Accent đời 2019. Con này thì trang bị động cơ máy 1.4 số sàn. Đó. Đời 2019 các bác nhé. Giá con này là 325 triệu đồng thôi. 325 triệu đồng thôi ạ cho mẫu xe Hyundai Accent này. Đấy, tư nhân gia đình một chủ từ đầu sử dụng không khoan, không khoan, không đổi màu nhé. Màu trắng xịn nguyên bản. Vâng ạ, màu trắng xịn nguyên bản đời 2019. Động cơ 1.4 nhé. Cái này thì đời khá là cao luôn các bác. Các bác có thể xem tham khảo nhé. Đấy. Accent 2019. Bên cạnh em có một chiếc xe Avante, Hyundai Avante đời 2013. Trang bị động cơ 1.6 số sàn. Cái này giá đang chào bán là bao nhiêu ạ? 220 triệu đồng thôi. Các bác nhà mình đã có thể sở hữu ngay một chiếc xe rộng rãi sedan 2 đầu, phân khúc hạng C nhé. Đấy, Hyundai Avante đời 2013 các bác. Đời 2013. Đấy, bác nào quan tâm đến mẫu xe này thì alo cho em. Bên cạnh em có một cái mẫu xe Vios bản limo nâng đời 2010. Giá con này là 148 triệu đồng. Vâng ạ, 148 triệu đồng cho mẫu xe Vios bản limo nâng đời 2010. Vâng, đây em có một cái mẫu xe tự động Ford Fiesta bản Titanium. Con này thì đời 2015, với động cơ máy của nó là 1.6 phiên bản số tự động. Con này em giá chào bán là bao nhiêu ạ? 279 triệu đồng nhé. Vâng ạ, 279 triệu đồng cho mẫu xe Ford Fiesta đời 2015. Đấy, số tự động, máy 1.6, xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng nhé. Hiện tại đang đeo biển kiểm soát của Hải Phòng các bác nhé. Vâng, còn nữa các bác có thể giữ lại video trong vòng vài phút nữa thôi, nán lại vài phút nữa em sẽ quay còn mấy mẫu xe sedan cho mọi người xem. Mazda này, em có một chiếc xe Mazda 3 này, Cerato này, đây ạ. Mazda 3 2009 giá tầm khoảng 200 có lẻ thôi. Đấy, Cerato đời 2000 Forte mới về. Kia Forte đời 2010 mới về, con này là 260 triệu. Số tự động nhé các bác nhé. Đây, Kia Forte vừa về xong, xe khá đẹp luôn, biển Hải Dương, tên tư nhân nhé. Đấy ạ, Kia Forte nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Con này bạn đủ nhé các bác nhé, bạn đủ nhé. Có trang bị cửa lóc đầy đủ này. Đấy, 1.6 số tự động, 260 triệu. Forte. Con này con Mazda này. Đấy, con này là con Mazda 3 2009 nhé. Giá lăn quanh tầm khoảng hơn 200 thôi. Đó. Vâng ạ, vừa rồi thì em vừa lên sóng gửi đến cho toàn thể quý vị cho bạn một cái video báo giá tổng hợp dàn xe sedan 2 đầu hiện đang có trong cửa hàng Ngát Ô Tô. Các bác mình quan tâm đến mẫu xe nào, alo trực tiếp cho em Ngát nhé. Số điện thoại của em là 0866010016 nhé. Đây ạ, em cũng mới về một chiếc xe i10 này. Quay qua cho mọi người xem con i10 em mới về, khá là đẹp, xe rất là đẹp luôn. Độ phun đồ rồi, như màn hình này, đèn gầm la răng đúc đầy đủ này. Đây nhá. Đây con này em mới về này, mới về ngày hôm qua xong. Anh em chưa lên sóng luôn. Giá con này là tầm khoảng 189 triệu đời 2016. Đấy ạ. Xe khá đẹp luôn các bác ạ. Độ bộ la răng đúc nhá. Đấy. Các bạn quan tâm mẫu xe này thì alo cho em nhé. Ở khu vực bên trong là dành cho những mẫu xe mà bán rồi. Bán rồi, để bên trong đang chờ rút hồ sơ. Vâng ạ, bác nào quan tâm mẫu xe nào, alo trực tiếp cho em lại Ngát Ô Tô. Số điện thoại của em là 0866010016 ạ.
Xin chào và xin hẹn gặp lại mọi người trong cái mẫu lần sau nhé.